Nam em rạng rỡ như nữ sinh trở về thăm trường cũ. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân tại Tiền Giang, nam em trong trang phục áo dài trắng như nữ sinh, cô đã rạng rỡ vây về trường cũ để dự lễ. Đây là ngôi trường mà nam em theo học trong thời gian khó khăn của cô. Nam em được rất nhiều các bạn học sinh và thầy cô yêu mến vừa bước xuống trường. Các bạn học sinh reo hò chào đón cô Hoa Khôi, Hoa Hậu. Cũng là niềm tự hào của mảnh đất Tiền Giang. Với trang phục áo dài trắng vô cùng giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, nam em được nhiều nữ sinh khen ngợi. Đi lên từ nghèo khó, từ cô bé nuôi heo, tự bươn chải kiếm sống, nam em có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự cố gắng của bản thân và đặc biệt quê nhà của cô, mảnh đất Tiền Giang, tại ngôi trường cô theo học. Nam em là một tấm gương để cho các bạn trẻ noi theo. Nhìn thấy hình ảnh nam em giản dị như thế, không ai nghĩ rằng đó là một cô hoa hậu. Khán giả nhận xét về quê vui ghê. Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, không thể nào thiếu mặt nam em được. Trời ơi, nhìn cô hoa hậu này đáng yêu quá, xinh quá vậy. Muốn thành công lớn, hãy sống đạo đức, vị tha nhân ái, thành công sẽ luôn đến, thương lắm nam em ơi. Ngày kỷ niệm nào của trường cũng thấy mặt nam em. Mặc dù khi bước chân vào showbiz, nam em dính không ít thị phi, có nhiều drama đấu tố cô, nhưng thật sự trong môi trường showbiz là vậy. Con người sống thật ít lắm. Nam em, Nam Anh là một trong hai cô gái sống thật, cho nên dính nhiều drama, dính nhiều thị phi. Nhưng những người yêu mến nam em đều biết được những điều đó là sẽ không tránh khỏi. Cho dù nam em có dính bao nhiêu phốt thì khán giả vẫn yêu thương ủng hộ cô. Mong rằng nam em sẽ tự tin vượt qua những drama không đáng có, luôn sống hết mình về nghệ thuật. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ nam em trong con đường sắp tới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.